hé lộ thủ đoạn lừa đảo tiền tỷ qua sàn chứng khoán ảo. Nhiều phụ huynh bức xúc khi kỳ thi Olympic quốc tế ASMO xảy ra lỗi, đề thi không hiển thị đầy đủ, giám thị không thể xử lý kịp thời và không có sự hỗ trợ từ ban tổ chức. Liệu những sự cố này có ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi quốc tế? Nhiều người ở Bà Rịa, Vũng Tàu rủ nhau đi tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết. Câu chuyện quốc tế, một thiếu niên từ Anh đã dành 7 năm để tạo nên bản đồ của một thành phố, tưởng tượng, hoàn thiện chi tiết đến từng khu vực và thậm chí viết cả sách hướng dẫn du lịch cho thành phố do chính mình tạo ra. Quý vị đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Nam Cường và Trúc Giang. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, kỳ thi Olympic quốc tế khoa học toán và tiếng Anh ASMO là một cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 nhằm thúc đẩy khả năng học tập và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, kỳ thi gần đây đã gây ra nhiều tranh cãi khi hàng loạt sự cố xảy ra trong quá trình thi trực tuyến, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Câu chuyện gây xôn xao dư luận này sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết trong phần nội dung chính của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần tin nóng. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 2007, trú tại tỉnh Nghệ An và Lâm Nguyễn Ngọc Thiện, sinh năm 2008, trú tại tỉnh Thái Bình về tội cướp tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhận bàn giao của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ về vụ việc có dấu hiệu tội phạm cướp tài sản. Xảy ra ngày 13 tháng 9 tại khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa phận xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 9, anh Lầu Mỹ Dình, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Hà Giang, điều khiển xe mô tô đi đến khu vực trước cổng công ty Trang Hoay thuộc thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đón bạn đi làm về, thì có 3 thanh niên gồm 2 nam 1 nữ. Không rõ tên tuổi, nhờ anh Dình chở về phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên. Anh Dình đồng ý và chở 3 người về phòng trọ. Sau khi để bạn nữ ở lại, 2 nam thanh niên tiếp tục nhờ anh Dình chở đến một phòng trọ khác. Lúc này, một thanh niên điều khiển xe mô tô của anh Dình chở anh ngồi giữa và nam thanh niên còn lại ngồi sau. Đến đoạn đường G5, khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 2 nam thanh niên sử dụng dao nhọn mang theo sẵn để đe dọa, cướp chiếc xe mô tô của anh Dình, rồi phóng xe tẩu thoát. Ngày 14 tháng 9, anh Dình đã đến Công an huyện Yên Mỹ để trình báo sự việc trên. Công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã xác minh danh tính 2 thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực vòng xuyến Vườn Hoa 17 tháng 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9, tại đoạn vòng xuyến Vườn Hoa 17 tháng 10, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, 2 thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số và không có gương chiếu hậu di chuyển với tốc độ cao đã va chạm với một người phụ nữ đi xe đạp. Vụ va chạm khiến cả 2 xe bị hư hỏng nhẹ, người phụ nữ bị xây xước ở vùng đầu và chân. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 2 thanh niên là Hoàng Công Bằng, 20 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ, là người điều khiển xe và Hoàng Tiến Đạt, 16 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn, ngồi sau. Tại cơ quan công an, 2 thanh niên thừa nhận vì lo sợ khi biết đã vi phạm luật giao thông và gây tai nạn nên bỏ trốn không trình báo. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa tuần tra kiểm soát, phát hiện một xe ô tô tải đang vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, tại tuyến đường Trường Chinh, đoạn đi qua phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế Thái Thanh Tùng, 27 tuổi, trú Quảng Nam, điều khiển chạy hướng từ Nam ra Bắc có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Phát hiện bên trong thùng xe có nhiều loại hàng hóa khổ lớn xếp chồng lên nhau, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, tài xế khai nhận đã nhận vận chuyển số hàng hóa nói trên từ bến xe miền Đông đi ra Huế. Tổ tuần tra phối hợp cùng Công an phường Hòa Thọ Đông và đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra thực tế hơn 50 kiện hàng trong thùng xe tải, có đến 10 kiện hàng gồm áo quần được may sẵn, đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc đã được lập biên bản, bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Cẩm Lệ thụ lý, xác minh theo quy định.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua sàn giao dịch chứng khoán ảo, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện xe cộ là tang vật vụ án. Theo kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2002 đến tháng 11 năm 2023, Huỳnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Quảng Nam, đã thuê một đối tượng lập website làm sàn giao dịch chứng khoán ảo, rồi cùng nhiều đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư tổ chức hội thảo, kêu gọi nhiều người trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo. Sau đó, Tuấn đóng sàn giao dịch, chiếm đoạt của các bị hại khoảng 20 tỷ đồng và tiếp tục mở sàn giao dịch mới để lừa đảo theo phương thức cũ. Đáng nói, phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn đã dùng để đánh bạc qua mạng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của riêng Tuấn lên đến hơn 207 tỷ đồng. Thưa quý vị, kỳ thi Olympic quốc tế khoa học toán và tiếng Anh ASMO dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đã thu hút đông đảo sự tham gia từ khắp nơi. Tuy nhiên, thay vì một kỳ thi chất lượng như quảng bá, nhiều phụ huynh lại bức xúc phản ánh về sự cẩu thả trong khâu tổ chức. Đề thi không hiển thị đầy đủ, giám thị không xử lý kịp thời và sự hỗ trợ từ ban tổ chức gần như không có. Vậy thì điều gì đang xảy ra với kỳ thi quốc tế này? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Phụ huynh này đã đăng ký cho con thi môn toán và tiếng Anh kỳ thi Olympic quốc tế khoa học toán và tiếng Anh ASMO bằng hình thức trực tuyến vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong quá trình học sinh tham gia thì môn toán 2/3 đề thi không được hiển thị. Học sinh không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi hoặc hoàn thành bài thi. Cái câu đầu tiên thì con đã rất là sốc vì khi mở ra câu hỏi thì hoàn toàn là chỉ có cho biểu thức và không có một cái thông tin nào tiếp theo để con có thể trả lời và hoàn thành cái bài test đó. Nó không hiện rõ các cái biểu thức toán học cũng như là hình học, cho nên là con không thể hoàn thành cái phần bài thi của mình. Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh phản ánh về tình trạng này diễn ra trong ngày thi 29 tháng 9. Điều đáng nói là phụ huynh và học sinh không nhận được sự trợ giúp đáng kể nào từ ban tổ chức cũng như giám thị phòng thi trong suốt quá trình làm bài thi. Tức là mỗi học sinh tham gia thi online đối với kỳ thi ASMO này thì sẽ được add vào một cái nhóm gọi là nhóm phòng thi và sẽ có một cán bộ phụ trách cái phòng thi đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng những cán bộ này thì là được ASMO thuê làm cộng tác viên thôi, và các bạn ấy hoàn toàn là thiếu chuyên nghiệp, không có đủ thông tin và không có đủ trình độ để giải quyết những cái vấn đề khi mà gặp những sự cố như vậy. Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở do Ban tổ chức ASMO quốc tế điều hành. Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo là đơn vị tổ chức. Để tham dự cuộc thi này, học sinh phải đóng lệ phí 300.000 đồng một thí sinh mỗi môn thi. Thí sinh nào thi cả 3 môn thì đóng 900.000 đồng. Nếu tính trên tổng số học sinh đã đăng ký, con số này không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi xảy ra lỗi, phụ huynh đã không thể liên hệ được với ban tổ chức bằng số điện thoại đường dây nóng được cung cấp. Mình gọi cả hai số điện dây nóng đều trong quá trình, là một là một số thì tắt máy, còn một số thì không liên hệ được. Và đến hôm sau thì mình có gọi điện cho cô giám thị và xin cô giám thị là số điện thoại khác của ban tổ chức ngoài hai cái số kia, nhưng mà cũng không được cung cấp. Bản thân những nhà tổ chức cần phải có một cái thông báo sớm chính thức về cái sự cố, như một cái lời coi như là giải trình với cả xã hội và phụ huynh, cũng như là những cái lộ trình. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà hai bên và họ không tìm ra được một cái giải pháp chung thì chắc chắn phải có cái cơ quan quản lý đứng làm trọng tài cho những cái vụ việc như thế này. Hiện nay không chỉ ASMO, nhiều cuộc thi quốc tế liên tiếp được giới thiệu trong các trường học. Rất nhiều trong số đó học sinh phải trả phí để được tham gia. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc chậm chạp trong hỗ trợ cũng như xử lý đã gây bức xúc cho phụ huynh. Và dư luận cũng đặt câu hỏi cho công tác quản lý những kỳ thi online có thu phí như thế này. Những sự cố xảy ra tại kỳ thi ASMO không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của ban tổ chức. Khi phụ huynh đã bỏ ra chi phí không nhỏ để con em mình tham gia, thì những sai sót không thể được xem là chấp nhận được. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đối mặt với nhiều thách thức, từ cải cách chương trình đến nâng cao chất lượng đào tạo, vụ việc này như một minh chứng cho sự thiếu cẩn trọng trong khâu tổ chức và quản lý giáo dục. Vâng, việc để học sinh mất đi cơ hội thể hiện năng lực vì lỗi từ phía tổ chức không chỉ gây thiệt thòi cho các em mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh vào những cuộc thi quốc tế. Những kỳ thi như ASMO cần phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm.
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để quản lý chặt chẽ hơn, tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, nhất là khi ngành giáo dục đang cần lấy lại niềm tin từ xã hội. Thưa quý vị, vaccine sốt xuất huyết được Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 5 năm 2024 và mới được triển khai tiêm từ hơn một tuần qua trên toàn quốc. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, những ngày qua, nhiều người dân đã đi tiêm vaccine sốt xuất huyết để phòng chống bệnh nguy hiểm này. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay khi biết có vaccine sốt xuất huyết tại Bà Rịa, Vũng Tàu, anh Đức Quy đã đưa cả gia đình đi tiêm để phòng bệnh. Từng rơi vào tình trạng sốt xuất huyết, nên anh Quy hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh và không muốn thành viên nào trong gia đình bị như mình. Vaccine này triển khai tôi rất là mừng. Tại vì lúc trước năm 2022 là tôi đã bị một lần và bị biến chứng, rất là sợ. Đó là lý do phải chích ngừa ngay. Tranh thủ thời gian cuối tuần, chị Ánh Tuyết đưa hai con đi tiêm vaccine để phòng bệnh sốt xuất huyết vì không muốn rủi ro do bệnh gây ra. Năm nay là có cái sốt xuất huyết đầu tiên nên là em muốn chích ngừa cho con em để phòng chống không có bị cái sốt xuất huyết lại nữa. Vaccine sốt xuất huyết được triển khai tại trung tâm tiêm chủng VNVC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu từ ngày 22 tháng 9. Sau một tuần triển khai, đã có hơn 1.000 người dân đến tiêm hoặc đặt giữ vaccine. Đây là loại vaccine do hãng dược Takeda của Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Đức. Vaccine này phòng đầy đủ 4 tuyếp huyết thanh virus gây bệnh sốt xuất huyết, phát đồ tiêm 2 mũi, cách nhau 3 tháng, cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và cả người lớn. Vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là an toàn và hiệu quả, đã được sử dụng trên 40 quốc gia trên toàn thế giới. Các trường hợp mà ghi nhận phản sau tiêm thì cũng giống như các loại vaccine khác thì cũng sẽ có những tỷ lệ, ví dụ như sưng đau tại chỗ tiêm, khó chịu, bứt rứt hoặc là các trường hợp sốt ghi nhận là ít thôi, không nhiều. Trung bình mỗi năm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, năm đỉnh dịch ghi nhận đến hơn 13.000 ca. Bệnh sốt xuất huyết gây ra các biến chứng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong nếu bệnh nhân không được theo dõi và điều trị kịp thời. Do đó, việc đưa vaccine sốt xuất huyết vào sử dụng cùng các biện pháp dự phòng truyền thống như kiểm soát môi trường, phòng chống muỗi đốt và nâng cao nhận thức cộng đồng là một bước tiến quan trọng đối với công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thưa quý vị, thời gian qua, một số người dân tại khu vực bờ kè kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sống trong tình trạng lo lắng bởi sạt lở tại đoạn bờ kè này có dấu hiệu lan rộng và có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Nhiều hộ dân gần khu vực này thấp thỏm lo sợ sạt lở, nhất là khi mưa lớn triều cường dâng cao. Theo đó, bờ kè kênh Thanh Đa đoạn 1.1 ở phường 25, quận Bình Thạnh, cách đỉnh kè 10 mét, xuất hiện các vết nứt từ 10cm đến 20cm dọc theo tuyến kè, hình thành cung trượt gây mất ổn định tuyến kè. Từ những vị trí ban đầu, đến nay có hơn 200 mét kè bị sạt lở kéo dài. Vào những giờ nước lên, các phần trụ kè gần như bị nước nhấn chìm. Còn khi nước rút, một số hàng rào lộ ra, bị gãy gấp khúc. Phía khu vực bị sạt lở, một vài căn nhà bị nước khoét sâu, đất đá bị cuốn ra sông. Nhiều nhà dân tiếp tục có dấu hiệu chuyển vị, nghiêng về phía kênh, bị sụt lún nặng hơn và có nguy cơ sụp đổ. Các căn nhà liền kề khu vực bị ảnh hưởng, có dấu hiệu sụp lún nứt tường, có nguy cơ sạt lở về phía sông khi điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn trong thời gian dài. Từ khi sạt lở giờ là tôi nghe theo nhà nước đó, là lên chung cư ở, nhưng mà lên chung cư thì nó không có đủ điều kiện để cho mình ở. Mà bây giờ nhà thì ở bờ kè không có làm. Bây giờ cũng mong muốn sao nhà nước làm lại bờ kè, với lại có biện pháp mà bồi thường hay là như thế nào cho nó rõ ràng. Giờ lên chung cư cấp nhà, nhưng mà nhà nó bị giống như là bị dột, mình không ở được. Mà không phải của mình thì làm sao mình sửa. Thì chỉ còn mong sao cho nhà nước có biện pháp nào làm lại bờ kè, rồi bồi thường cho dân để cho thỏa đáng, để cho mà dân đi. Muốn làm ăn gì ta có làm ăn. Nhưng giờ cứ chạy lên chạy xuống hoài à. Chung cư thì không ở đó, mà nhà thì không được vô. Mình chỉ có cầu mong là sớm làm lận cho giải quyết cho bà con đây thôi. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 32 điểm sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của các công trình và tài sản tính mạng của người dân trong mùa mưa lũ. Trong đó, Thanh Đa ở phường 25, quận Bình Thạnh là điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Người dân sinh sống ở phía nam bờ kè Thanh Đa cho biết, đoạn kè gần cầu Kinh Thanh Đa
đã có dấu hiệu sụt lún. Đến cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2023, triều cường dâng cao kết hợp với tàu thuyền di chuyển trên nhiều sông tạo ra sóng lớn làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 200 mét, rộng hơn 2 mét. Từ đó đến nay, tình trạng sụt lún vẫn cứ diễn ra âm ỉ, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà. Kính thưa quý vị, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đang trở thành một xu hướng phổ biến trong nông nghiệp hiện đại. Nhà màng không chỉ giúp bảo vệ cây trồng khỏi các yếu tố môi trường khắc nghiệt mà còn tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng, đảm bảo sản lượng và chất lượng dưa lưới. Tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Đây là hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành Farm thuộc ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Chị Trần Thị Út chia sẻ rằng, trước đây chị làm trong lĩnh vực kinh tế, nhưng vào năm 2017, chị đã quyết định chuyển hướng sang làm nông nghiệp và duy trì đến nay. Những ngày đầu chuyển đổi và bắt đầu trồng dưa lưới, chị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì tìm hiểu và học hỏi, chị đã thành công với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Hiện tại, chị sở hữu 13 nhà màng chuyên trồng giống dưa lưới đế đặc mật. Thì dưa của mình là mình nói chung là mình lúc nào mình cũng đợi đúng ngày đủ ngày mình mới hái, chứ không có được hái trước. Hoặc là những ngày Tết hay những ngày gì bất cứ là mình dưa ngọt là mình mới xuất ra, mình mới cắt thôi. Còn nếu mà dưa chưa đủ độ ngọt là vẫn neo lại. Mỗi vụ dưa lưới kéo dài khoảng 85 ngày, những trái dưa lưới loại 1 có trọng lượng dao động từ 1,4 đến 2,7 kg. Trong năm, có thể thu hoạch được 4 vụ dưa, với năng suất từ 150 đến 200 tấn mỗi năm cho mỗi nhà màng. Tùy theo thời tiết và độ ngọt của dưa, giá bán có thể dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Đầu ra chủ yếu là từ thương lái và các tỉnh thành lân cận. Sau khi trừ đi mọi chi phí, thu nhập đạt từ 50 đến 60 triệu đồng. Sắp tới là mình cho ra thị trường là nước ép dưa lưới, rồi dưa lưới sấy dẻo và thêm một sản phẩm đó là dưa non, mình làm dưa chua. Thì cái đó là mình đưa ra thị trường để mà có thể là người ta trên cái bàn ăn cơm bình thường cũng được, cũng thích hợp, và có khi đãi tiệc khách hàng cũng thích hợp. Nói chung là nó rất là ngon. Việc phát triển mô hình trồng dưa lưới đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Bên cạnh đó, mô hình này còn tạo công ăn việc làm cho bà con trên địa bàn, giúp phát triển kinh tế ổn định và nâng cao đời sống cộng đồng. Và bây giờ là câu chuyện quốc tế đầy sáng tạo về một thiếu niên người Anh, người đã dành ra 7 năm để tạo nên bản đồ của một thành phố tưởng tượng. Không chỉ dừng ở lại đó, cậu còn viết cả sách hướng dẫn du lịch và lịch sử cho chính thành phố do mình tạo ra. Nghe thật là đáng kinh ngạc ạ. Cậu bé Jack Daniel Sip Smith mới chỉ 14 tuổi đã bắt đầu dự án này khi cậu mới 7 tuổi. Và giờ đây thì thành phố tưởng tượng tên là Titanium đã trở thành tác phẩm hoàn chỉnh. Câu chuyện xoay quanh Jack Daniel Sip Smith, 14 tuổi, một thiếu niên từ Bedminster, Bristol, người đã dành 7 năm để tạo nên bản đồ của thành phố tưởng tượng có tên Titanium. Bản đồ này được hoàn thành vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 9, với kích thước lên tới 3 mét dài và 1 mét rộng, gồm 9 tờ giấy A3 ghép lại. Thành phố Titanium bao gồm nhiều khu vực khác nhau, từ thị trấn Tudor, thành phố La Mã, đến những ngôi làng thời Trung Cổ. Ngoài bản đồ, Zip còn viết sách hướng dẫn du lịch và lịch sử cho từng khu vực của thành phố này. Đặc biệt, cậu còn thiết kế những khu vực đặc biệt dựa trên sự kiện thực tế như một quán rượu Jubilee Inn, được vẽ trong dịp lễ kỷ niệm vàng của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, hay công viên Sắc Đệ Tam Bác khi vua Sắc Đệ Tam lên ngôi. Rất tự hào rằng thành phố Titanium không chỉ là một bản đồ, mà còn là kết quả của đam mê và trí tưởng tượng không ngừng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, mối nguy rình rập từ những vùng núi sạt lở. Chuyên mục chuyện ngày mới phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình có công, dự án ý nghĩa thể hiện sự tri ân truyền thống uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ.
Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hàng ngàn người dân tại các huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Trên địa bàn hai huyện này hiện có hơn 70 khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét gây đe dọa lớn đến cuộc sống của người dân. Và để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thì chính quyền địa phương đã chủ động cảnh báo và di dời khẩn cấp nhiều hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu và việc phải tìm giải pháp bền vững là điều vô cùng cấp bách. Hiện nay, tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhiều hộ dân đang sống trong tình trạng chênh vênh trên sườn núi, đối diện nguy cơ sạt lở và lũ quét. Đặc biệt, thôn Miệt Cũ là nơi có nhiều hộ dân sinh sống ở vùng đồi cao và khe suối, rất dễ bị cô lập và sạt lở đất trong mùa mưa bão. Đợt mưa lũ lớn do hoàn lưu bão số 3 và số 4 vừa qua, chính quyền xã đã phải di dời khẩn cấp nhiều hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. 10 hộ này mà không di dời là sẽ nguy cơ là sạt lở đất, cũng như là nguy cơ là mất tài sản, cũng như là mất tính mạng đến con người. Trong mùa mưa năm 2020, huyện Hướng Hóa đã chứng kiến nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm chết 30 người. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 45 điểm có nguy cơ rất cao về sạt lở đất, ảnh hưởng đến hơn 2.600 người dân ở 15 xã. Những khu vực này đều có địa hình dốc cao, khi mưa lũ lớn xảy ra, dòng chảy mạnh gây tàn phá lớn. Trước mắt là chúng tôi là chỉ đạo các cơ quan phòng chống lụt bão, các địa phương nâng cao cảnh giác và cắt cử trực thường xuyên theo dõi sát các diễn biến của tình hình mưa lũ để cảnh báo cho người dân, đồng thời là sẵn sàng các kịch bản, các phương tiện để di chuyển người dân lên các địa điểm an toàn khi cần thiết. Về lâu dài thì chúng tôi đã có bố trí một phần kinh phí các chương trình để đầu tư xây dựng một số khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện tại huyện Hướng Hóa mới chỉ xây dựng được 3 khu tái định cư trong tổng số 8 khu cần thiết. Hàng ngàn người dân vẫn đang phải sống trong cảnh lo sợ sạt lở đất và lũ quét mỗi khi mùa mưa đến. Giải pháp lâu dài và bền vững trong phòng chống thiên tai ở các huyện miền núi Quảng Trị là quy hoạch không gian sống an toàn cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự huy động nguồn lực lớn từ cả trung ương và địa phương để có thể xây dựng đầy đủ các khu tái định cư cho người dân vùng nguy hiểm. Những nguy cơ sạt lở ở miền núi Quảng Trị không chỉ là thách thức trong mùa mưa bão, mà còn là bài toán dài hạn về an toàn sinh sống của hàng ngàn người dân. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và đầu tư vào hạ tầng an toàn. Trong đó, việc xây dựng các khu tái định cư là giải pháp quan trọng và cấp bách. Tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng trở lại với phần tin nóng. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Theo đó, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, tại Nghị định 100, mức tiền phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai vừa thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, xác nhận 2 mẫu bệnh phẩm từ hổ chết tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đều dương tính với virus cúm AH5N1. Theo thông tin ban đầu, các mẫu bệnh phẩm, máu và phủ tạng của 2 con hổ tại khu du lịch được lấy vào ngày 22 tháng 9 và gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương để phân tích. Kết quả xét nghiệm vừa được công bố cho thấy cả 2 mẫu đều dương tính với virus AH5N1. Trước khi chết, các con hổ này đã biểu hiện một số triệu chứng như chán ăn, sức khỏe yếu, chảy nước mũi và sốt cao. Theo thông tin từ khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, những con hổ này đã được cho ăn thịt gà cung cấp bởi một công ty trên địa bàn phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa.
Để làm rõ nguồn gốc lây nhiễm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra truy vết nguồn gốc thịt gà cung cấp cho khu du lịch, đồng thời thực hiện các biện pháp như khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 2 tháng 10, xe ô tô 7 chỗ, chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ tỉnh Bình Dương đi huyện Lộc Ninh. Đến khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào tiệm rửa xe của gia đình ông Huỳnh Minh Hùng. Cú tông mạnh làm đè lên hai chiếc xe máy của khách hàng đem đến rửa tại tiệm, sau đó tông vào thành tường nhà và dừng lại. Rất may, thời điểm tai nạn xảy ra, ông Hùng đang rửa xe, phát hiện kịp thời nên chạy thoát nạn. Vụ tai nạn làm hư hỏng hai xe gắn máy và một số tài sản trong tiệm. Xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí còn vài chi tiết không còn nguyên vẹn. Thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu. Vâng, và những bức ảnh được các tình nguyện viên thông qua hệ thống từ dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình ba mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được thành đoàn trao tặng cho thân nhân các liệt sĩ, bày tỏ tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ thủ đô đối với các anh hùng liệt sĩ. Thời gian vừa qua được hưởng ứng cái lời kêu gọi của thành đoàn Hà Nội về việc kêu gọi các cái cá nhân có năng lực có thể là tham gia vào cái chương trình của thành đoàn Hà Nội để hỗ trợ phục hồi các ảnh cũ của các gia đình liệt sĩ cho các gia đình liệt sĩ. Nhóm chúng tôi đã kêu gọi các cái cộng đồng, các anh em có cùng chí hướng để tham gia vào cái cộng đồng này. Thì đến hiện nay thì nhóm Màu Hoa Đỏ của chúng tôi đã có hơn 23 thành viên, trong đó tính thời gian từ tháng 7 năm 2024 đến nay thì nhóm chúng tôi đã phục dựng được hơn 300 tấm hình của các gia đình liệt sĩ và đã được đại diện thành đoàn Hà Nội đã trao cho các gia đình. Những bức ảnh của các liệt sĩ đã nhuốm màu thời gian được các tình nguyện viên chỉnh sửa, phục dựng lại, sử dụng công nghệ AI thành những di ảnh rõ nét, màu sắc sống động. Trao lại những món quà vô giá này cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, họ không khỏi xúc động. Bây giờ thấy cảm thấy các chú đến đây là cuối cùng là tôi rất là cảm ơn, mà thấy xúc động quá. Thế cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. Dự án đầy ý nghĩa mang tên phục dựng di ảnh liệt sĩ đã được thành đoàn Hà Nội khởi xướng triển khai từ đầu năm nay. Ban đầu các tình nguyện viên thực hiện phục dựng ảnh bằng phương pháp thủ công, mỗi bức ảnh mất khoảng 3 đến 4 ngày, thậm chí là cả tuần để hoàn thành việc phục dựng. Nay với AI và hạ tầng công nghệ, chỉ cần 2 đến 3 tiếng hoặc thậm chí là 10 đến 15 phút với những bức ảnh ít bị hư hỏng, những tình nguyện viên có thể đăng nhập vào hệ thống và thao tác. Đến nay đã có hơn 1.200 thân nhân gia đình các liệt sĩ đăng ký phục dựng ảnh liệt sĩ. Dự án đặt mục tiêu phục dựng toàn bộ ảnh được đăng ký từ các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thủ đô. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 đến 5.000 ảnh liệt sĩ được phục dựng. Sự công nghệ của Hitech cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống để quản lý các cái ảnh của các gia đình mà có nhu cầu phục chế ảnh liệt sĩ, phục vụ cho các bạn tình nguyện viên, các bạn có thể đăng nhập vào để biết được là cái ảnh nào đang tình trạng xử lý ra sao, từ đấy phục chế được nhanh nhất và mang lại cái chất lượng tốt nhất cho cái ảnh phục dựng đó. Những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười rạng rỡ của thân nhân các gia đình liệt sĩ khi nhận lại những bức ảnh rõ nét, hình ảnh của những liệt sĩ đã vì tổ quốc bỏ lại xương máu nơi chiến trường sẽ lưu giữ không chỉ với gia đình họ, mà qua dự án ý nghĩa này đã thể hiện sự tri ân, truyền thống uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ. Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu. Những bức ảnh quý báu được người trẻ phục dựng với mong muốn kể lại những câu chuyện thực tế về liệt sĩ bằng ngôn ngữ của hội họa và nhiếp ảnh,
ngôn ngữ của tuổi trẻ sáng tạo với hành trình kỳ diệu của công nghệ. Vâng, dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng cho các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là việc phục dựng, phục chế ảnh thông thường, mà còn là lời tri ân tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập hòa bình như ngày hôm nay. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Trúc Giang và Nam Cường xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.